đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Một mùa Vu Lan báo hiếu lại về, ngày lễ tượng trưng cho tinh thần báo hiếu, báo ân, nhắc nhở mỗi người con tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ, tổ tiên, biết trân trọng những gì mình đang có và làm những việc hiếu nghĩa. Gia đình ông Trần Văn Triệu ở xã Phổ Ủng, huyện Ân Thi luôn được nhiều người dân quý mến bởi lối sống giản dị, hiền hòa cùng truyền thống gia đình nề nếp, nuôi dạy con cháu, biết kính trên nhường dưới, sống thuận hòa. Dù công việc bận rộn nhưng các con của ông bà, từ con trai đến con dâu luôn thu xếp thời gian để quan tâm, chăm sóc ông bà mỗi ngày. Chính bằng tình cảm chân thành ấy đã xóa nhòa khoảng cách giữa các thế hệ. Với bản thân tôi thì lúc nào trong lòng tôi cũng nghĩ đến là yêu thương và báo hiếu cha mẹ, chứ không phải là chỉ đến những cái mùa Vu Lan như thế này ạ. Chi hiếu thì luôn phải đi đầu. Trong tôi luôn ước mong rằng bố mẹ hai bên gia đình luôn vui vẻ và sống an lạc. Trong những ngày tháng 7 âm lịch, dòng người lại tìm về các khu tâm linh, cầu mong những điều tốt đẹp cho gia đình. Ngày hôm nay, có những người may mắn khi còn cha còn mẹ, được cài trên áo những bông hồng màu đỏ. Cũng có những người không còn niềm hạnh phúc ấy, cài trên áo mình những bông hồng trắng, công cha nghĩa mẹ, bài học làm người được nhắc đến vào mùa Vu Lan báo hiếu. Bố em mất sớm thì mẹ em là người có công dưỡng nuôi em từ nhỏ đến bây giờ thì em rất biết ơn bố mẹ. Đối với em khi em vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, em không biết làm gì hơn ngoài việc nghe lời của bố mẹ. Với tôi thì tôi luôn luôn hướng về ông bà cha mẹ và cũng mong muốn rằng ông bà cha mẹ luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an bên con cháu. Đi hết thế gian này, không ai tốt với mình bằng cha và mẹ của mình. Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Thờ kính cha mẹ đó chính là thờ kính Phật. Đó, trước khi thành thánh thì phải làm người. Mà làm người là không làm được cái tròn cái chữ hiếu này đó, thì không thể thành cái gì được hết. Thì hiếu là tức là một cái việc thiện lành tốt nhất. Lễ Vu Lan báo hiếu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, là dịp để mỗi người sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, dịp để mỗi chúng ta nhắc nhở mình. Ai còn cha xin đừng làm cha khổ, hãy nhớ câu đạo hiếu làm đầu. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn đôi mắt mẹ nghe không. Để rồi từ đó tự nhủ lòng phải sống sao cho xứng đáng với công ơn dưỡng dục của bậc sinh thành.